Chào tất cả quý vị bà con trên kênh Oanh Luân TV. Đây là một cái bãi dưa là Oanh Luân TV đang triển khai là chuẩn bị xuống giống dưa ra riêng. Đấy, thì hôm nay thì cũng như thường lệ, hôm nay thì chúng tôi sẽ làm một cái clip là để giới thiệu cho bà con được là cái quy trình là tháo ráp cũng như là thiết kế một cái mô hình là bộ lọc là rửa tự động. Xưa nay là bà con chúng ta vẫn lúc nào vẫn đang còn có cái suy nghĩ rằng á, là khi cái bộ lọc này của nhà sản xuất họ đưa về á, chúng ta chỉ có ráp vào và thì rửa và mở áo vừa ra rất chi là nó là vừa là mất thời gian cũng khó khăn mà cũng vất vả. Cho nên hôm nay là tới đây là Oanh Luân TV và đây có anh Trung, đây là một cái thợ là cũng là rất chi là tay nghề rất chi là thành thạo ở Đắk Hà chúng tôi. Thế thì sẽ giới thiệu qua cho bà con biết được là cái quy trình lắp ráp bởi vì hệ thống bộ lọc là để rửa tự động. Đấy. Chào anh Trung nhá. Chào bà con. Đây là cục lọc mở ra một phần dưới cái ban con đây là chúng ta mua về. Đây, mở ra cho đang mở ra. À. Đây là mua về họ chỉ ra sản xuất, nó chỉ đưa lên cái cục này thôi, hai cục cho mình thôi. À, hai cục đen đen này đúng không? À, đúng rồi. Rồi. Đấy, bây giờ quý vị bà con để ý này. Cái này là mình tự độ này. Rồi. Mình mua đồ về mình tự lắp ráp này. Rồi. Đó. Rồi này. Đó. Đấy, cái đọc chúng đọc cái mấy quả mình đọc cái quả này. Đầu đây là khóa. Anh tư vấn từ đầu cuối không? Đây là, lấy từ đầu vào đi. Đây. Cho nước đầu vào anh tư vấn cho bà con biết là từ đầu vào đi, nước đầu vào đi. Đây là nhà sản xuất họ chỉ bán cục lắp này thôi, còn về mình phải mua tất cả như này là mình đổ hết. À. Còn đây là đầu vào. Đầu vào là anh có thể tư vấn em thử là ống bao nhiêu rồi như thế nào, T bao nhiêu rồi. Nói chung là ống 60 và khóa 60 hết. Và T luôn đúng không? T cũng 60 đúng không? Có nghĩa là bây giờ là không phải khổ phải tháo lọc ra nữa mà nó sụp tự động luôn. Thì anh có thể chỉ vẫn từ đầu đến cuối rồi. Từ quy trình đúng quy trình như thế nào? Đây là đầu nước vào này. Rồi. Còn đây là khóa này nè, bắt tổng này. Hai cái khóa này tác dụng gì anh Trung nhỉ? Hai cái khóa này để mình xúc động. Xúc là có nghĩa là mình xúc một bên là mình chả khóa một bên đúng không? Bây giờ mình lắp vào đã, mình mới làm được. À. Rồi. Bây giờ độ nhá, không ai bán ở đâu nè. Đây là ba con từ đâu này. Con này Trung giới thiệu, Trung giới thiệu đấy là một khóa, hai khóa, ba khóa, bốn khóa, khóa, một khó, hai khó, một tê. Đó là cái. Ý là đây, riêng cái bộ này là đầu tiên một khóa này, hai khóa, ba bốn khóa và đây là một cái tê. Đấy, đây nước đầu vào đến kia bà con nhá, nước đầu đây được vào này. Có nghĩa là mình làm này, mình mỗi lần mang đi là mình vận chuyển là mình tháo ra rồi an toàn. À, tháo rồi an toàn đúng không? Lấy cả bộ đi làm việc. Rồi, ok. Bây giờ cứ vậy là đặt chỗ nào là mình lắp vào thôi. Rồi, lắp vào. Là bây giờ bắt đầu lắp vào. Ừ. Gắn tạm rồi, rồi. Lắp chiều mà chạy nhá, mai chạy nhất. Rồi. Đây là nước ngoài được vào như bà con nhá. Đây là nước vào. Ừ. Còn đây là đầu ra. Đây đầu ra qua lọc đúng không? Qua lọc xong đến đầu ra. Đầu ra là qua lọc là đi ra tưới. Tưới vườn của mình nhé. Đã tưới nhỏ giọt đấy đúng không? Rồi. Đây. Rồi. Đó. Rồi. Nếu mà bà con bây giờ là xúc cầm mà không phải tháo này nữa, chúng ta không phải tháo này. Bình thường là xúc. May mình giới thiệu được khi bình thường. Em mình giới thiệu được khi bình thường là mở lắp ra thì mở tự nhiên mở ra cho bạn. Ừ, bây giờ chú Trung là mở ra bây giờ nếu như mà không có làm cái bộ lọc kia thì mình phải mở như thế nào? Mở bây giờ này nếu mà không có cái hệ thống nó xúc được em mình phải làm như thế này. Thì đa số là mình phải mở ra như này đúng không? Rồi. Đây, đúng rồi. Nói chung là rất vất vả đúng không? Đây. Xong rút ra mở ra. Rồi mình lấy cục lọc ra. Rồi. Xong rồi mình vặn nó, bây giờ mình biết rửa sạch cái này đi, sạch cái này. À. Đó, là làm thủ công. Nhưng bây giờ hiện tại là cái công nghệ này là không cần phải như thế nữa. Rồi. Là tiết mất thời gian của bà con. Ừ. Giờ công nghệ 4.0 rồi đúng không? 4.0 rồi. Đề nghị anh giúp cho với anh Trung một tay với. Anh cứ loay hoay làm gì đấy nhỉ? Đấy, đây, đây, anh Oanh là bây cũng. Bây giờ thay vì thế là bây giờ rụ nước vào. Đây. Đã quay chưa? Đây bây giờ hiện tại này nếu đang khóa như thế này là đang chạy bình thường này. Rồi, à đây này là chạy bình thường đúng không? Bây giờ là cái này đang chạy bình thường là hai khóa trên là khóa lại đúng không? Hai khóa lại bây giờ. Rồi hai khóa dưới là để nước. Rồi. Lọc mình cảm giác tắc. Bây giờ mình muốn xúc cục về đây. Rồi. Thì khóa cái này lại. Rồi. Khóa cái này lại thì nước vẫn chảy qua đây bình thường. Đúng rồi. Bắt đầu mở cái này ra. Mở cái này ra thì khóa cái này lại. Nếu mà nước áp lực nước không xúc được không đủ thì khóa nhẹ cái này lại. À đúng rồi rồi rồi. Nước nó sẽ chảy từ đây qua đây và về đây. Có nghĩa là mình khóa hờ bên kia lại thôi đúng không? Khóa hờ cho ép nước nó đủ mạnh thôi. Ừ. Đó, vậy thôi. Là tất cả bẩn phân do thì nó xúc ra hết nó sạch tưng luôn, không có một cái tí bẩn nào luôn. À, rất hay. Xong nói chung là nếu mà làm cái này thì rất là hay. Ra này bắt đầu mở cái kia ra. Rồi, khóa lại. Rồi là tiếp tục mở rửa bên này. Phá này, mở này ra. Rồi. Xúc cục bên đây. Đây là xúc cục bên đây. Rồi, ok. Có nghĩa là mình làm cả một mùa như thế, không cần phải tháo ra tháo vào luôn.
À rất hay nhỉ. Không cần tháo ra tháo vào gì. Rồi anh cũng đọc cho số điện thoại cho ba con được biết, người nào muốn đồ tư vấn anh tư vấn miễn phí cho ba con. Số điện thoại là 0372 433 959. Đấy. Vì bà con nhá. Nếu như mà ai có nhu cầu mà lắp cái bộ lọc mà để rửa tự động như thế này á thì liên hệ chỗ anh Trung, số điện thoại anh Trung mới là chia sẻ trên chỗ clip cho quý vị bà con mới nghe xong. Đấy, cho nên là quý vị bà con để ý làm cái này theo công nghệ như này thì tôi thấy rất là tiện lợi. Nó tiện lợi thứ nhất là đỡ cái là thứ nhất đỡ mất công này. Cái thứ hai nữa là khỏe người, là ví dụ mình đỡ đêm hôm này nọ là khỏi phải là đi lại này. Đây. Này. Mà lại là thứ ba nữa là ví dụ mình mở vào mở ra liên tục là sau này cái rong này nó hay bị hư hỏng luôn. Nó sẽ hư cái này. Đây. Mà khi mở đi mở lại là nước non đổ ra tùm lum lắm. Đúng rồi, chính xác. Đây. Đúng rồi. Còn nếu mà giả sử nó bẩn quá mà đúng rồi. Mà xúc không được thì mình khóa cái này lại và khóa. À. Là cái này mở bình thường mà cái này nước vẫn chảy qua bình thường. À rất là cảm ơn Trung, nhưng mà nếu làm thế này thì nếu lúc mình vận chuyển thì liệu làm các cái khóa này anh khóa là hết rồi, lúc vận chuyển là mình phải tháo rời ra là. Bây giờ nếu mà bà con vận chuyển đi có gì đó nên nó chẳng qua lắp tại nhà thôi, mình lắp tại nhà còn đấy. Mình tháo từng bộ phận mình mang đi thôi. Rồi, đây là đúng mình đấy. Đang làm mô hình thôi đúng không? Mô hình thì nó chỉ là như này thôi. À. Nó rất là đơn giản và tiện. Ừ. Nhưng mà anh có thể chia sẻ thêm bà con biết là cái này là anh thời gian anh nghiên cứu là anh nghiên cứu bao lâu, hay là anh ngồi anh nghĩ, hay là như thế nào? Cái này là trong thời gian mình làm màu làm đồ ấy, bắt đầu mình suy nghĩ dần mình tự độ thôi. À. Làm sao cho nó hợp lý nhà cái con người mình chứ. Đúng rồi. Có người Việt Nam mình là đúng, rất nhiều sáng tạo. Nhiều bạc ra để lắp lại cho bà con được thấy. Bây giờ là chỉ mang đi thôi. Bơm. Em vô bạc cái đấy ra để cho bà con thấy. Đấy, bây giờ là như lúc nãy Tùng tôi giới thiệu. Anh Trung giới thiệu qua, bây giờ là đưa ra ngoài hiện trường này, đưa ra ngoài vườn là để lắp theo quy trình là lắp để cho bà con mình thấy này. Đấy, anh Trung ơi, nhờ anh này. Đây là cái ống này là ống đầu vào này. Đây, đây là chỉ mà cho bà con biết. Trước kia là để trong nhà, bây giờ mình mang đi ra vườn. Đấy, chúng ta tháo từng linh kiện ra một. Bây giờ đây là đầu của nước vào của ta này. À, rồi. Đây, nước vào này. Đúng không? Rồi. Lắp cái này vào đó thôi, rất đơn giản. Đấy, bà con để ý nhá. Đấy, rất đơn giản đúng không? Rất đơn giản. Rất gọn nhẹ. Chắc cái rong nó hơi cứng đúng không? Rong hơi cứng không sao, cứng thì nước nó không hở. Trên bên nữa. Để kê lên cho nó cân do mặt bằng mình chưa làm cho nên nó thôi. Đấy. Đây diện tích nó chưa được, chúng tôi đang lắp cái mô hình cho nên là chưa làm cái không gian, nó chưa làm cái mặt bằng cho nó bằng phẳng cho bà con, nhưng mà thực tế mà nói là đây giờ là lắp như thế này là để cái mô hình cho bà con thấy được là nó là thực nó như thế nào thôi nhá. Đấy, còn nếu mà không vào thực tiễn á thì ta phải để trên cho cái một mặt bằng cho nó cân đối. Làm này thì quá tiện luôn. Làm này thì chắc là mày toàn ngồi chơi không à? Ngồi chơi thôi. Ngồi chơi lâu quá nó cũng buồn nhỉ. Không phải đi rửa lọc khổ sở như hồi trước nữa. Không đi rửa lọc nữa. Ừ, đấy, rồi. Làm này là không cần phải rửa lọc. Làm này thì chỉ có ngồi chơi xúc miệng thôi. Nới ra phía trước đi cũng được. Ừ. Lấy cuốc mình đào xuống cho hai cái lọc nó nằm xuống được. Thôi cơ bản vậy rồi đó. Đấy, cái bộ lọc này có thể có, nếu mà ta muốn cho dựng đứng cũng được, mà bị cho nó nằm cũng được. Đấy, nó rất là tiện mà con nhá. Đấy, tháo ráp rất dễ dàng. Nhà sản xuất người ta cũng nghiên cứu cả rồi. Đấy, nhưng mà về đây là nông dân mình có cái sáng tạo ra. Có rất nhiều cái sáng tạo. Đúng rồi, chính xác. Đấy. Còn nếu như mà lúc rửa là cái kia mình vẫn khóa lại vào nhỉ? Vẫn khóa bình thường đúng không? Cái này khóa, cái này chẳng qua là... Rồi, con nước lúc mà rửa là tất cả nó tống ra đây. Tống
180 mình hết ra đây. Mình phải quay ra ngoài này đúng không? Cái này quay, ừ. cái này là quay làm sao mà đừng cho vào vườn là được. 180 độ. Ở đây ưng quay kiểu gì quay? Đấy, bên bên này cũng chưa ráp cái mõm ra thôi đúng không? Muốn thì chuyển qua bên này. Khi nào muốn thì sáng bên này. Muốn thì ta chuyển sang bên này. Đấy, cho xuống. À. Rất chi là hay đúng không? Không đúng rồi, cái mô hình này làm như này là đúng quá tuyệt vời đấy. Bởi vì trước giờ là lúc nào cũng rửa là toàn phải mở ra. Mất thời gian, phần đo ra ngoài hết rồi là ướt hết cả người nữa chứ. Đấy, cho nên lúc nãy là cũng trên clip là cũng chia sẻ rằng là nếu ai có nhu cầu muốn mà lắp cái bộ lọc mà tự động như thế này thì cũng liên hệ qua anh Trung. Anh số điện thoại lúc nãy anh Trung anh cũng mới chia sẻ trên clip không? Đây. Không cái được. Làm sao mà để nằm xong rồi cái này nó nằm dắp vào đất, sắt vào đất là vừa. Bởi vì cái đó mình đâu thao ráp đâu mà. Đấy. Đấy. Cuộc lắng anh Tùng này hôm nay là theo anh Luân TV cảm nghiệm là anh vẫn là một cái nhà anh cũng là kinh nghiệm vô giao trong cái lĩnh vực là lâm dứa. Một cái kiểu tái trồng dứa. Thì cùng tôi anh Luân TV hôm nay cũng đây là một bình dứa anh Luân TV. Thường thì tôi làm là mở dung bằng tay. Gặp anh Trung đến hồi năm chiều thì anh tôi điền anh đến như anh lắp cái cục lọc này. Ở nhà anh cái cục lọc này theo trực tiếp cùng chúc quý vị khán giả trên hồi dưa. Đấy. Người nào muốn biết thì điền trực tiếp đến số điện thoại của anh Trung thì anh sẽ tư vấn miễn phí và sẽ làm cho thứ nhất là đỡ vất vả, thứ hai nữa khi mà chúng ta mà rửa lọc bằng tự động này, hệ thống tự động này thì rất là nhàn. Có thể chia sẻ thêm anh Trung chia sẻ thêm cái chi phí ở làm cái này một năm tầm khoảng bao nhiêu anh? Cái này mình làm mình sử dụng lâu dài, mình theo chất lâu dài và bằng sai. Tiền nào đấy bán thì nó trên thị trường một nhiều đấy bán lâu dài thì ta sẽ hơn rồi. Ok, rất là cảm ơn anh Trung, chúc anh Trung sức khỏe. Một mùa dưa là thành công tốt đẹp. Đấy, chúc rồi chúc tất cả anh em trên hội làm dưa là một mùa màng là bội thu. Đây. Đây là cái một vườn dưa của anh Oanh Luân TV. Rồi chào tất cả mọi người.